chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Ngày Thánh mới vừa xuống vườn nè. Cái cây lọc vườn tứ thánh trồng á, tưởng nó xấu, nó xấu quá à. Tưởng đâu nó tiêu đời đó rồi. Ai ngờ bữa nay nó tươi mà nó tốt, mà cái bông nó đẹp ghê luôn á. Mấy cái cây ở lên nhà, cái bông nó không có dài bằng cái cây này. Mà bữa hổm rồi sâu con gì ăn cái lá nó thấy ghê lắm. Mà nay hả tốt, mà cái bông dài á, này là bông chiến nè. 1 gàng, 2 gàng, 3 gàng, 4 gàng, 4-5 gàng luôn á. Có dây nó dài hơn nữa, dài hơn luôn. Này đẹp quá, đẹp quá. Giờ Khánh đi hái xe ghi. Hồi tháng rồi á, mình cũng hái rồi cái này á, nó cũng có trái vậy á. Mình đi hái bữa trước, hái bữa rồi, hai bữa trước là có hái rồi. Rồi nay á, là nó ra nữa, cho nên là nay á, là mình đi hái nữa. Táo nó lớn, cái bắt đầu nó che cỏ, nhìn cũng mát mẻ sạch sẽ lắm. À, có điều là táo này hôm nay Khánh không có chăm sóc, không có ở không chăm sóc. Chín nhiều hả? Cái mấy cái cây mãng cầu này đợt trước á, Khánh trồng đợt trước á, không biết ông bà cô chú anh chị nhớ không, mà nay nó bự chảng luôn rồi đó. Nay là nếu mà năm nay là có thể nó sẽ có trái luôn rồi đó. Mấy trái? Mấy? 4 trái quýt hả? Nè, 1 trái chưa già, còn cứng lắm. Rồi ở đây là 3 trái nữa nè. Đợt trước có 1 trái rồi, ăn rồi, Khánh ăn rồi. Này 3 trái nữa, hấp dẫn. Cây mãng cầu nay chà bá luôn à. Đây xe ghi nè, chín đỏ hết trơn. Giờ mình hái tiếp tục. Ủa làm như đợt này nó cũng không nhiều bằng đợt trước ha. Phải không? Cũng nhiều. Cái hẹo nhất sau kia đó mà. Cái cũng nguyên ha. Không tái thì không ngon bằng đợt trước. Dạ. Có hẹo, tái có hẹo. Quá trời luôn á. À, cũng nói chung là cũng được, cũng có trái, cũng chín. Cũng hình như đợt trước nó rụng chín đỏ đất nhiều hơn đợt này nè. Khánh đi dài dài xuống dưới cái coi cái, rồi mình đi lên mình hái sa ri. Nè xả này là mấy cây xả chứ không phải cỏ. Mấy cây xả này là cô Tư Phụng mẹ của Út xuống trồng, Khánh cho trồng để cổ bán. Cổ cũng có thu nhập mà cũng có lợi là nó che phủ cỏ, mình đỡ có mần cỏ. Còn cây đào là trước Khánh trồng, cây đào lộn hộp rồi, nay nó bự chảng, nó cao ngồng luôn rồi đó. Này, chừng 2 năm nữa là có trái rồi đó. Đi thăm mấy cây mãng cầu cái mới được. Lâu lâu Khánh xuống đây là Khánh thăm mãng cầu. Có cái đường đi đó, mấy cây mãng cầu nè cũng được, nói chung là nó cũng tốt, nó cũng tốt, nó không có tới nổi. Nó cao rồi, nó cao hơn đầu rồi nhiều rồi. Mấy cây này thì nó tốt hơn mấy cây đằng kia, để coi không coi cái này. Đó. Lâu quá. Mấy cái lá nó lớn, nó bự với nó xanh âm trần. Đó. Mãng cầu.
Mấy cái đọt nó cũng phúng phúng ra nhiều. Hồi đợt bữa hẳn thì thấy tàn, thấy ghê quá. Mà nay thì cũng được. Nè, cái lá nó Khánh để bàn tay Khánh lên thì thấy cái lá nó cũng bự. Có con cây này trồng trong đây vậy mà nó tốt. Trồng trong gốc dừa. Mấy cây đó thì không bằng. Đầu này càng đi ngược lên đây thì nó càng tốt. Không biết tại sao luôn. Khánh đi lòng vòng hầu như là cây nào nó cũng ra cái tược rừng hết. Tược rừng này là tược Bình Bác. Tại vì người ta tháp bản cầu với cái gốc của cây Bình Bác á, cho nó có năng sức, nó nhanh lớn với nó dễ thích nghi với đất. Nãy giờ Khánh đi hầu như là cây nào nó cũng có chồi rừng lên hết. Rồi Khánh bẻ nó thì mới đây phát hiện nè, có bông chiến nè. Có bông chiến thôi chứ không phải là trái chiến. Tại cái này là nó ra thử. Nó ra thử một bông thì có dấu hiệu là sắp ra trái. Có thể là chắc là năm sau sẽ có mảng cầu có trái. Khánh hồi đợt trồng mấy chục gốc á, 50-60 gốc gì à. Hiện giờ không biết cũng còn không, còn không biết là thất thoát thì còn nhiều gốc Khánh không biết nè. Như này rồi, trời rừng này. Đó. Hôm nay đi thì Khánh không có đem theo cái chân quay á, thành ra là không có để cái điện thoại một chỗ được, mình phải cầm trên tay. Hái về cái mình nấu nước, mình nấu với khóm, mình để tủ lạnh mình uống từ từ. Thì nó cũng không bổ bề dọc thì nó cũng bổ bề ngang. Bổ bề ngang. Ngang chung là cũng bổ. Đỡ hơn là mình uống cái nước ngọt rồi này kia. Ở ngoài đường thì nó không có tốt bằng mình hái trái cây ở nhà mình làm. Xì gô vậy á. Đúng rồi. Nấu thì bị mất màu. Mà người ngoài ở ngoài đường ta làm sigo seri thì người ta lại để màu thêm. Ta để phẩm màu. Cây vối lúc đó Khánh trồng, Khánh nghĩ là chỉ có ngoài miền Bắc mới trồng được thôi. Mà Khánh muốn có nó trồng nó cho nên Khánh mua, Khánh trồng đại. Ai ngờ là giờ nó lớn quá trời. Cây vối hả? Ai biết, em tưởng ở ngoài miền núi mới trồng nó được. Ai ngờ đem gì đây, bữa nào hái lá về nấu nước uống chị. Rồi cây gì quên này, cây chùm ruột đó. Hết cái mùa này cái nó tới mùa khác nó ra, nó ra trái non quá trời quá đất luôn. Nó ra đã đỏ là cái bông của nó đó, không phải cái bông mà là cái chùm chứ. Đó, mới là nhánh dưới nè, rồi nhánh trên nè, quá trời quá đất luôn. Đó, tới nóc nhà luôn. Chị hái lá về để dành nấu nước uống cho tốt, cái đừng ruột. Mình bẻ vậy mới mốt cái nó phúng tược khác con gà. Thì ta chặt cái gì. Rồi. Đó. Vậy hả? Bẻ sao ra tược hả? Đó. Trời ơi, Khánh nói quá trời luôn. Nó đeo trên cái thân cây nè. Đặt lừ ở trên đây luôn nè. Rồi dài lên đây đó nè. Quá trời luôn, mà Khánh đứng dưới này Khánh nhìn lên, Khánh quay phim trên lên điện thoại thì nó không có rõ không. Nó thành ra là không thấy. Thì cái đợt đó là cái nhánh này nè, quá trời trái, cái nó nghiêng cái nó tự động nó giận mình, cái nó gãy luôn. Nó nặng quá nó gãy luôn, chịu nổi nó gãy. Cái xoài này là nay cũng ra bông nữa nè. Tiếp tục ra bông nè.
Mưa. Bữa nào có dịp thì xuống đây đi xúc mới được. Ổi. Hôm nay không có Khánh mắc công chuyện quá trời, Khánh không có xuống Khánh cắt tỉa ổi được. Vậy bữa nữa cắt tỉa ổi để cho nó ra trái. Cây xoài, mấy cây xoài này là đợt đó cậu năm tầm. Này bự. Chẳng. Cái tắc nè. À, bụi bông súng Khánh vẫn còn sống. À, bụi bông súng vẫn còn sống chứ không phải vẫn chơi. Đây có một cây sơ ghi đợt đó trồng nè, mà cậu năm tầm luôn nè. Ngon không chị? Em thử coi. Chua hả? Mưa rồi. Mưa nhìn xuống dũng mới thấy mưa. Mưa này mới nấm. Trái sơ ghi chua. Mà cây này ăn thơm nha chị. Cây này ăn thơm phức à. Tắt nè. Tắt quá thì tái luôn. Nó cầm điện thoại. Thành ra không có cầm được gì. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị ăn sơ ghi. Trái này ngon nè. Trái này ngon hơn mấy trái nãy thế nào. Chua mà thơm. Cây đó cây gì? Cây này hả? Cây gáo, cây gì á. Mót chặt dục cái tầm cây mãng cầu xuống đây nè. Tầm mới mót. Đặt thêm mãng cầu về về về. Cặp mấy hông, cặp mấy gạch vậy nè chị. Cặp thêm. Trời thấy cây mãng cầu được. Thấy trồng cũng được. Thấy mấy cây mãng cầu trồng nó cũng phát triển. Thấy ngon. Ông bà cô chú chị nhớ cây dừa này là có cái cây trong tất cả các cây ở đây mà có trái sớm nhất luôn. Thì hôm nay là ăn mấy buồn rồi mà cái năm có quay rồi cái nay á, là cái buồn này được bốn trái. Trái này bị điếc rồi, về hòn à. Để chặt cái trái này về tên nhà cải để mình uống. Gì cho nó dặn hồi mình dễ chở về, nó không có bị vướng, nó không có chỉa. Rồi trái này bị sứt ra thôi, giờ chặt uống luôn. Cái trái này nó hơi cháo cháo thôi chứ còn chưa có nạo không. Nhưng mà nếu mà mình uống nước dừa mà uống mấy trái này được thì nó rất là mát. Ôi dạ. Nè nó cháo cháo vậy nè. Là nó mới có cơm thôi đó. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng uống nước dừa nha. Không ngọt lắm nhưng mà cũng sao ta, tại dừa tơ nó cũng không có ngọt lắm nhưng mà cũng được. Nói chung là cũng ngọt ngọt chua chua nhẹ nhẹ vậy đó. Ăn màu
có nhà, nhiều ở quê mình, ở quê Bến Tre mình hồi nhỏ à, mỗi lần mà ăn dừa cái mẹ Khánh hay cải màu cho ăn. Cái màu dừa là cái miếng gáo á, dừa mà nó còn non á. Để Khánh ăn thử cái màu dừa này ngon không? Giòn giòn. Nó giòn, nó ngọt. Hơi chát chát nhẹ nhẹ. Nhưng mà ngon. Chị làm cái gì? Uống cái gì? Để nguyên trong ấy, để chặt cái khác. Hả? Kệ uống hả em? Chặt nữa thôi. Thôi, ủa để chút nữa em xuống dưới em kiếm còn buồn nào nữa không? Nhà uống cái này. Màu dừa ngon nha. Lâu quá không ăn. Nè anh chị uống thử. Ăn màu dừa luôn không chị? Ở quê mình uống nước dừa là vậy á, cứ chặt tay dừa xong là đưa lên là làm ực một cái là hết tay dừa luôn. Quê mình là vậy. Theo tuần lễ nữa, 10 bữa nữa mới nằm không? Hai quần này chắc chưa nạo quần nào quá chị? Chưa. Quần còn non. Chưa nạo. Để đi vòng ngược trở lên. Mấy bụi chuối này là bụi chuối lá. Ủa, bụi chuối này là bụi chuối lá nè. Bụi chuối này là bụi chuối xiêm. Ở dưới có mận không ta? Đi xuống dưới có mận thử cái có không? Khúc này đợt đó anh tầm 4 cây mận mà 2 cây mận, 2 cây vú sữa hay gì đó. Mà nó còn sống có 2 cây mận, cây vú sữa bị gà hàng xóm qua nó bươi bươi rồi nó chết rồi. Chết thì vú sữa. 2 cây mận vẫn còn bình thường. Mấy cây dừa đợt năm ngoái không có trồng rồi giờ thấy nó cũng lớn lớn rồi, nó bắt rễ rồi đó. Ơ chị buồn dừa này làm sao coi thử đi non ha dạ còn non à, rồi nó bị gãy cổ rồi, nó nặng quá trời nặng, nó gãy cái cổ nó xuống rồi. Mà gãy cổ này vẫn này ăn ăn cũng được mà phải không, không bị rụng trái. Nè nè buồn này nè. Buông đi não nè chị. Buông ngoài đi não nè. Buông nó não á. Ừ, chặt đi. Chặt đem về. Đi dành ở nhà uống. Chặt cái chồi gừng này luôn. Đây nè chị, cái chồi gừng nè. Cái chồi gừng nè. Cây mãng cầu này ông bà cô chú anh chị nếu mà nhìn kỹ thì mình mới thấy được cái chồi gừng của nó là cái mãng cầu. Ủa cái bình độc bình bát nó mọc lên đó. Nó sẽ làm cho cây mãng cầu của mình nó yếu sức đi và nó không có nuôi được cái cây mãng cầu, mà nó chỉ lo nuôi cái nhánh bình bát không, cho nên là bắt buộc mình phải cắt mình bỏ mấy cái nhánh bình bát đi. Đúng rồi vậy đó, vậy chứ về từ từ nó mới lớn được. Ờ, mình đi từ từ ra. Đây có một cây cốc nè. Đợt đó hình như Khánh trồng trên nhà rồi đem xuống đây trồng. Khánh mua trên nhà rồi đem xuống đây trồng. Tại Khánh cũng khoái ăn cách cốc. Cái bờ này là có dừa nè. Bù này chắc được rồi nè. Bù này được nè chị. Bù này được nè. Mình muốn mình nhìn cái buồng dừa, ví dụ như người không phải trong nghề, buồng này nó muốn khô luôn rồi thì nhìn không biết, nhưng mà cái người dân ở quê mình về nhìn sẽ biết là nó nạo hay nó khô. Là mình nhìn cái này nè, mình nhìn cái cọng này nè, cái râu này nè, con chà chơm này, nếu mà mới đầu thì nó khô tới đây thôi, mà nó khô lần lần như tới đây, bắt đầu khô tới đây là bắt đầu là nó muốn khô rồi đó. Chào chị.
chị đúng về chị búng búng hả? Chị búng búng không hả? Rồi. Búng thì chị nghe được không? Thì vừa nãy thì nó khác. Em không biết búng, em nhìn cái râu. Mẹ em chỉ vậy á. Đây bồn lần này còn nè, ôi còn non. Bây giờ dài xuống đây thử coi mấy cây mận này. Mận xum xê lá luôn. Nếu mà Khánh cũng trồng đủ thứ loại cây trên đây rồi. Mà giờ hồi lúc trước thì khoái có vườn để mình đi tới đi lui. Hiện giờ cũng còn khoái vậy đó. Nhưng mà ví dụ như có bạn nào thích hay gì đó, ông bà anh chị cô chú nào mà thích á thì Khánh sẽ để tài lại cho. Thích nhé, cây cối tên đất này nè. Cái chỗ này thì nó mới ra lưỡi mèo thôi. Cây đằng đó cũng mới ra lưỡi mèo. Rồi cây này cũng mới ra lưỡi mèo nè. Là nó chuẩn bị ra trái chứ nó chưa ra bồ nào hết. Vậy thôi đó. Bây giờ chưa? Đâu rồi. Bồ này chưa nạo, bồ này mới chưa nạo không? Khoảng tháng nữa ha. 20 ngày nữa ha. Tiêm chu kỳ đó là 20 ngày. Cái bên đây cũng có nữa nè. Phần sau nó dài, bữa nữa mình uống hết mấy cái bồ này xong cái mình xuống mình kiếm tiếp. Khi mà vừa nó đã ra trái rồi thì là nó sẽ ra trái liên tục luôn. Là mình mai mốt là bây giờ còn uống lây gai chứ mai mốt là uống không kịp luôn á. Đúng không? Nước dừa là cái loại nước mà tinh khiết nhất, có nhiều chất khoáng với lại vitamin, chống lão hóa, làm đẹp da, thanh lọc cơ thể, nói chung là đủ thứ hết, nên là Khánh khoái tầm dừa xiêm lắm. Dừa xiêm thì nó trái nó vừa ngọt nè, rồi nó cũng vừa nhỏ nhỏ và vừa đủ một người uống, vừa đủ giải khát một lần vậy đó. Còn nếu như mà ai mà thích uống nhiều thì mình có thể uống lần hai trái cũng được. Clip của Khánh tại đây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Giờ Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại. À quên nữa, ở vườn là Khánh đã vô điện, là có điện hết rồi nha. Rồi nước cũng có nước luôn rồi. Khánh đi ống nước nè. Khánh mới vô nước rồi sau này á. Khánh vô được rồi. Vô được điện, vô được nước rồi, có đầy đủ rồi. Còn nhà thì hôm nay Khánh chưa có ở không đem về. Hồi nãy Khánh chở chị, còn giờ em cũng chở chị luôn phải không? Đi xe rồi về. Bữa nay mình thu hoạch được những gì nha. Còn hai cái dừa đằng kia nữa chị. Một buồng, hai buồng dừa, ba buồng dừa, một nấm lá vối, một bịch seri, một bịch seri đó. Bữa nay mình thu hoạch được nhiêu đây. Còn mấy lần thu hoạch chuối rồi này kia thì như bữa hổm nước mặn á, chuối nó bị đèo đẹt á, thì cũng ví dụ như 10 buồng chuối thì mình chỉ ăn được 5 buồng thôi, còn 5 buồng nó bị háp, nó không lớn, nó bị hư. Rồi từ từ bận sau này, từ từ chắc khoảng chừng vài tháng năm nữa gì đó chứ mình cũng có thu hoạch thêm mãng cầu á. Rồi mai mốt mấy cây cao này lớn rồi, mai mốt mình cũng có cao mình bán nữa nè.